Ui đỏ rồi, đấy ngu vãi, thằng này ngu vãi. Ôi, xin chào hai ông. Ôi trời ơi. Hóa ra hai ông này máu chơi là lên sớm hơn tôi. Bọn tôi đến từ lâu rồi. Nhưng mà lên sớm quá nên đang phải pha chè ngồi đợi thằng Lôi nó mở cổng. Đang xem lại đang combat với lại Mega Q của thằng Bưng nó bánh cuốn quá không? Tôi là fan của thằng V Gaming nha. Này, cái đội đấy biệt danh là vua về nhì ấy. Đúng rồi. Năm vừa rồi đánh hai trận quốc nội thì thua cả đôi. Không lại được Sài Gòn Phantom của em đâu. Sài Gòn Phantom mà có cúp quốc tế đấy thì đánh thắng ba con trong một ván đúng không? Đúng rồi. Trời, không ăn thua. Ai chẳng biết chị là fan hâm mộ của Team Flash. Úi dồi ôi, tưởng là gì ghê gớm lắm. Cái team đấy cũng là vô địch đếm cúp đếm view thôi. Này, Team Flash thì làm sao? Thì đếm cúp đếm fan không? Ôi, không có mà cứ tò mồm nhè. Đội là fan là hơi bị nhiều đấy. Ôi giời ơi. Này, anh biết gì mà nói. Nhiều cái gì? Fan theo kiểu phong trào. Úi dồi, lúc thắng thì gáy vang rời vang đất này. Lúc thua lại quay sang cổ vũ cho cả đội khác. Team của fan đấy sang cổ vũ cho Sài Gòn Phantom của em đó. Ai bảo? Cổ vũ thì cổ vũ đi làm sao? Còn hơn Sài Gòn Phantom của ông ấy. Ôi giời, hơn cái gì, hơn cái gì? Khôn nhà dạy chợ nha. Đòi đánh cúp quốc tế à? Này thì không qua nổi AIC này, SEA Game này, APL này. Đánh 3 trận thì bị cả 3 đội khác nó đánh cho thua cả 3. Giời ơi, nhưng mà thiên đình nó ồn ào như cái chợ ấy nhỉ. Đấy, con cá ngoài kia là của ai, của táo nào ra sách gọn cái đít vào cái. Ôi giời, đến ngang ngược thế chứ lị. Ôi trời. Này, ở đâu vào đây đây? Ở đâu vào đây đây? Quay lên xem nào. Đồng Nát. Ôi trời ơi, quen người quen của tôi. Thế nào nhỉ? Thằng cháu. Mày bảo ai là cháu? Ôi, ông vả vỡ mồm mà bây giờ chứ đệ. Mày muốn răng môi lẫn lộn không? Hả? Em lỡ mồm. Ôi rồi, ở dưới hạ giới là suốt ngày em quay top với thằng cháu. Ôi, lên đây là em gặp ai là cũng cứ thằng cháu thế đấy. Mà làm sao lại lang thang được lên thiên đình như này? Mình lên đây định chôm chỉa cái gì à? Em ấy, bây giờ là cô Thiên Lôi. Ôi giời ơi. Mày nói được các đáo nghe này, em bây giờ nhá. Ôi trưởng đi chứ không phải đùa đâu. Ôi trưởng. Kinh rồi. Này, tao cấm mày nhá. Tao cấm mày không được nói cái giọng đấy ở đây nhá. Nhớ chưa? Nói giọng chuẩn đi. Chứ em mang giọng quê hương mình lên thiên đình đây là phải hạnh phúc, phải là tự hào chứ lại anh. Này, nổi tiếng rồi đấy nhá. Nổi tiếng rồi mà chị bảo là đi dự sự kiện thì mày từ chối. Quay cho chị cái clip mày cũng bảo mày không quay. Chị nhớ mặt mày rồi nha, Lôi nha. Thế là chị lại không biết rồi. Em là em mới ám được cái giải là cô Đồng Nát triển vọng ở dưới hạ giới đây. Nhưng mà bây giờ lên thiên đình là bận tối ngày tối mũi. Có thời gian đâu mà là đi sự kiện. Ôi trời ơi, ông ơi này. Nó nghĩ nó nổi tiếng rồi nó từ chối tôi mới kinh chứ. Thế này, tôi thông cảm, quê tôi ấn vậy đấy. Nhiều khi nó cần thì ấn nuối, còn nó không cần thì ấn đi luôn. Này, kìa. Bây giờ là chuẩn bị đi, vào thay quần áo đi, không tí con đẩu nó lèm bèm nó mắng cho. Ồ trời đúng rồi, em quên mất để em vào em thay cái xiêm y cái. À mà lúc nãy là các táo là chị bảo quay em quay video đúng không? Thế thì lăn là các táo là quay video cùng em đẩy view giúp em nhá. Khôn thế. Chị nó đợi em tí nha, đợi em tí này. Vô, điện sơ. Vô, music. Mọi người đẩy view giúp em thế nào? Rồi. Shaking. Xin chào tối support nha. Tôi đang đẩy view hộ cho người quê thì mình đẩy cứ nãy rồi mà không biết nó có lên được bao nhiêu view. Ông đẩy vừa thôi chứ, ông đẩy cho nó ngã bây giờ. Đấy, cứ phải đẩy cứ đẩy view. Rồi. Ui giời, em cảm ơn các táo quá, thế này các táo nhiệt tình quá. Thế bây giờ em phải đi đây. À, nhưng mà em bảo này, mấy con cá ngoài kia là của táo nào là mang hết sang bảy cá khác nhá. Ông vả cho mày vỡ mổ bây giờ chứ. Cá bao nhiêu năm vẫn để ở chỗ đấy. Bao năm cũ làm sao em biết được. Em qua đây đâu biết. Mà bây giờ Ngọc Hoàng là đang có ngân sách là cắt giảm blend đấy. Em nghe Ngọc Hoàng thôi. Thế mọi người các táo nghe lệnh Ngọc Hoàng nhé, bây giờ em vào đây nhá. Ôi trời, tôi chết. Này, sao tôi vừa nghe thấy bảo là Ngọc Hoàng cắt là cắt cái gì nhỉ? Cắt là. Tài của bà nhá. Ngọc Hoàng nói là cắt cái blend.
chứ không phải là cắt cái mà bà nghĩ đâu nhá. Biết được từ cắt nó cắt hết. Thế tình hình là có cái nhiều thay đổi đấy. Như vậy là nó sẽ cắt, chúng mình phải chuẩn bị mọi phương án. Không vớ vẩn rồi là mất bò thì mới lo làm chuồng. Nhưng mà anh ơi, cắt cái bờ len đấy là cắt cái gì nhỉ? Cắt cái gì nhỉ? Biết chết liền. Ý anh em, mùng 1 Tết Liên Quân, dinh quà rước lộc đầu năm. Quà nhiều vô vàn luôn. Ai mà không nhận, xui cả năm. Đừng trách tôi nhá. Cái thằng kia đang bàn chuyện đại sự bây giờ mà tự nhiên phát quảng cáo là thế nào? Để lúc khác phát quảng cáo không được à? Này em bảo, các anh có nhớ năm ngoái mình lên thiên đỉnh không? Con đầu nó đánh lạc hướng chúng mình. Nó cứ bảo chúng mình là chơi hoa hoa huét huét cái gì đấy. Xong bắt đầu nó bắn băng 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 băng. Mình tụt hết cả ranh đấy còn gì nữa. Thôi thôi thôi, để thay đổi không khí. Anh em làm một bài nhạc để cho nó rộn văn làng. Hay đấy. Nhạc. Cả nhà mình ơi, máu ở đâu là máu ở đâu? Máu ở đây là máu ở đây. Ở chỗ nào là ở chỗ nào? Ở chỗ này là ở chỗ này. Cả nhà mình ơi, hô to lên nào. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình là cái gì vậy? Anh em mình là một lũ. Thôi, lũ thôi. Lụt ra đây bây giờ là chết rồi. Anh em mình là cái gì mà anh em mình là cổ xúc hả? Có gì đây? Hãy cho một cái tên ai thế? Bây giờ ở trên thiên đình mà lại còn có trò là nghe nhạc hiệu đoán chương trình như thế này. Chứ bây giờ bật nhạc lên để đoán đây là ai nào? Mà em dặn là con gái như ngọc ngà, dáng đi kiều xa, còn đôi mắt phải điệu đà. Thôi ngay. Má em dạy mà con gái dáng đi kiều xa, thân xác ngọc ngà. Mày thử xem mày ngã xem có vỡ vào hai cái ban công của Ngọc Hoàng không? Hả? Đúng là khủng long. Bỏ cái mặt ra xem là ai nào. Đúng rồi đấy, bỏ mặt ra xem nào. Nghe giọng quen lắm. Để tôi hỏi các anh em của tôi, các em có biết con này là con nào không? Tôi đang cần một thông điệp từ vũ trụ. Ai nhắc tới vũ trụ đấy? Vũ trụ đây. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tám hiến lễ bình thân. Làm quen với nhân tố mới đi. Ôi trời ơi, đây là mới à Ngọc Hoàng? Ôi trời ơi, cứ thay đổi thế này thì chết. Mà dạ khờ bồng Ngọc Hoàng đúng là trên thiên đình, dạ thay đổi nhân sự, Ngọc Hoàng không báo gì à? Các thần đột ngột quá. Thế nó mới hay. Ta còn đang định tính là mỗi một năm ta thay đổi một lần cho nó mới. Ngọc Hoàng thay đổi thế nào chứ? Năm nay là thay con này, dạ một năm lại thay thêm con nữa thì dạ chúng thần thế này bằng đánh đố nhau à? Này, cởi cái mặt ra đi. Tôi ở trong đấy không nóng à? Bỏ cái mặt ra xem tí nào. Nhưng thật cay đắng khi biết là Ôi trời ơi, bất ngờ chứ không bà già. 70 năm nay, lần đầu tiên tôi mới gặp một con nào như con này các ông ạ? Chứ phải tôi đấm cho vỡ mà. Trời ơi, làm gì đấm tôi? Ôi Ngọc Hoàng ơi, táo tùng gì mà bạo lực thế, đòi đấm cả thần ấy. Em xin trịnh trọng tuyên bố cho tất cả các anh chị táo biết rằng em, Bắc Đẩu, em đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để đứng trên thiên đình năm nay, vượt qua luôn cả Nam Tào. Đó là lý do mà tất cả các quyền hành của Nam Tào em cũng nắm trong tay. Bây giờ là ở đây là em to phết anh chị ạ. Vâng, thế bây giờ anh chị nói luôn đi, ai lên trước? Thôi bây giờ thế này nhá. Mọi năm ấy thì tôi lên trước rồi. Thì bây giờ tôi nhường cho ông. Bác đức cao vọng trọng, bác lên trước. Mình đấu hành cho chúng mình lên bờ xuống ruộng. Năm nay nó còn kiêm cả Nam Tảo đấy. Năm ngoái mọi khi tôi lên rồi, bây giờ phải đến ông hoặc là đến... Bây giờ ai lên đi? Tôi bây giờ là tôi nhưng mà tôi già tôi nhường lớp trẻ. Chứ ông lên đi. Sản phẩm ông lên được, 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 thôi được rồi. Nói đi nói lại cuối cùng vẫn là sản phẩm, em báo cáo trước. Phát quảng cáo luôn đi. Phát luôn đi, không được vào hồ chính bây giờ. Nhanh lên. Ôi, tranh thủ. Bộ đôi thần tài Triệu Vân Slim mày. Hoan hỉ tán lộc cả server nhá. Rồi, anh để em. Nhìn cái mặt tiền này là cũng nhiều vấn đề lắm chứ không ít đâu. Vấn đề không, chờ người ta báo cáo rồi khác biết. Cáo sản phẩm. Dạ.
năm nay có cái gì mới thì báo cáo đi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thưa cùng các táo, sản phẩm thì năm nào cũng có cái mới, nhưng mà trong thời gian nhất định thì không thể báo cáo hết được. Chính vì vậy thần đã gói gọn trong một ca khúc, đó chính là Liên Quân Vô Tận. Dạ xin phép Ngọc Hoàng. Các em, sau đây sẽ là phần trình bày báo cáo của táo sản phẩm cùng Yến Đại Tỷ và Tunani on the me. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Chào mừng đến một Liên Quân Vô Tận. Stop enemies from gaining the right front. Vâng kính thưa anh, ôi tôi chết cháu lỡ mồm đi. Nay cháu hơi run, đừng ngờ thiên đình có mấy khi. Bác sản hôm nay giao cho cháu lên khoe thành tích. Vậy thì sau đây cháu nhường lời bé yêu trình bày. Hết slowly đi, cháu có nickname Đại Tỷ Yến. Con gái tuy nhiên leo hạng game cháu lại rất chiến. Thôi cứ luyện tuyên quay lại ngay chủ đề chính đi. Chuyện trò linh tinh khiến Ngọc Hoàng mất bao thời giờ. Mình phải bình tĩnh bác ơi, qua mọi mời các bác rơi. Một vài que bính chiến linh bác làm cái phòng lại nóng tình. Dạ mời ông cắt ngay đi, tôi ăn cơm chó không lo lắm rồi. Dạ vâng cháu cắt ngay đây và công việc chính nha bé yêu ơi. Báo cáo năm qua Liên Quân vẫn đang trên đỉnh cao. Dân chúng xôn xao kỷ lục bao người thâm ước ao. 21 triệu dân nhưng vẫn đang ở trong đà tăng. Quà tặng quân huy trang phục là cứ liên tăng tăng. Chưa hết đâu nha, năm qua có hai sự kiện lớn. Có Tết Liên Quân trang phục free nhà nhà chốt đơn. Combat nơi nơi game thể thao điện tử quốc dân. Ngày hội Liên Quân trăm triệu người đón xem rần rần. Cộng đồng Liên Quân rất đông vui, đừng đo đèn nữa đó hay xui. Đôi cày cuộc với Liên Quân chỉ có được thôi chứ chẳng có mất. Chẳng cần phải mất đô la mà kết kết vẫn có đúng quả. Sự kiện mừng Tết Liên Quân tặng duy sản kim ba ngón tơ mà. Ui giời ơi, dạ thần chỉ muốn nói thế thôi ạ. Ui cảm ơn các em, cảm ơn các em. Này, này, đi, Nu lại có quay được cái gì không? Đẹp quay lắm. Đây này, dạ. Quay bao nhiêu là nhiều đấy này. Nhiều rồi, gửi cho em để em post nhá. Rồi, yên tâm, chú ở lại đây mà báo cáo Ngọc Hoàng nhá. Thế là bỏ đi hết à? Ui giời, lúc nào cũng kêu là anh em mình là một gia đình. Thế mà, đấy, xong cái là bỏ đi sạch. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, chả hiểu làm sao mà lao lên thiên đình lôi một cái lũ trẻ trâu ra uốn éo, rồi nào múa quạt, rồi nào nấu cháo, cứ thế này ấy, bảo sao có cái tình trạng hack bút bẩn AFK. Này, game nào chẳng có cái chuyện ấy nhá, người ta đã sửa rồi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, cú đầu nhắc lại toàn chuyện cũ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, nước trong thì không có cá, mà game sạch quá thì ít người chơi. Này, tôi đã sửa rồi, tôi đã cho anh em làm lại rồi, cải thiện tình hình rồi. Hôm nay làm sao đấy, ăn phải cái gì mà cứ ông ổng như con khỉ sổng chuồng ấy. Đang vui thì đứt dây đàn. Thì thôi. Thôi được rồi, đang khắc phục sửa chữa thì là được rồi. Dạ. Thế còn cái gì mới thì báo cáo đi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, năm vừa qua có nhiều cái mới lắm. Thế nhưng mà dạ xin phép Ngọc Hoàng để cho thằng em của thần nó được thể hiện một chút. Dạ mời Ngọc Hoàng xem nè. Đây đây, em quảng cáo luôn đây. Các bác cứ gieo quẻ trách vận mệnh, tiện chọn luôn cho em 4 tướng quay sổ số đầu năm, ăn tới 50.000 quân huy đấy. Con này táo sản phẩm. Dạ. Vừa rồi cái thằng ấy trông nó lại quen quen nhỉ. Năm ngoái hình như nó còn lảng vảng ở đây. Đúng là không cái gì qua được mắt Ngọc Hoàng. Tình tưởng lắm. Năm ngoái nó lên đây, thậm chí nó còn đóng vai ác. Nhưng mà thằng này duyên dáng lắm. Thế cho nên là anh em bên truyền thông mới lôi nó về để làm quảng cáo. Dạ, thằng này hay lắm, coi như là mình giúp nó cải tà quy chính ấy mà. Thế phải trả lương nó bao nhiêu? Đáng bao nhiêu đâu, khoảng 7-8 triệu quân huy gì đấy. Mèo ơi, Thảo tính quá cơ. Tận 7-8 triệu nhưng mà là triệu quân huy. Eo ơi, làm quảng cáo đấy. Eo ơi, tiền quảng cáo ăn ngập một đống trong mồm ra mà chẳng bao giờ thấy hiện vật đâu nha. Ngọc Hoàng nha. Cái thằng này giờ nó lại là một nửa Nam Tàu, một nửa Bắc Đẩu. Có khi là từ nãy giờ vào mình chưa cho nó cái gì, chưa có lobby cho nên là... Đẩu ơi! Gì đấy? Ra đây nào. Thôi, đùa nhau tí mà. Này, có gì nâng đỡ, nói giúp mấy câu với Ngọc Hoàng. Ai lại đầu xuân năm mới toàn tỉa nhau thế? Này, có quà đấy, lì xì đầu năm. Ê, không nhá. Bớ vẩn, ở thiên đỉnh là những cái việc nhạy cảm như thế, không bố ai dám cầm.
cái này là mình gọi là lì xì đầu năm với nhau thôi, vui vẻ mà. Lôi ơi, Lôi Lôi. Đây đây đây, em vẫn ở đây, em vẫn ở đây. Vừa trong đó là thấy cái hộp bầu đồ ăn để góc thiên đình, cầm đây giúp. Đợi anh tí. Nhanh lên. Nhanh luôn. Giao diện nhìn chán quá cơ. Cố luôn, cố luôn. Đây là lì xì cho bác Đảo nhá. Đấy. Nè, anh sản phẩm lắm đấy. Ừ. Nhá. Cất hết vào phòng. Ờ, không được cất. Tham thì nó phải vừa chứ. Anh biết đâu, không nói ai biết được. Úi dồi, giọng như thằng dây dẹo. Giọng cái đúng không? Ừ. Úi giời ơi. Rồi. Bóc ra nha. Rồi. Ủa cái gì đây, thế tặng lịch à? Úi dồi đẹp quá, lịch đâu mà lịch. Năm vừa rồi tôi có cái vụ là bốc quẻ và tặng trang phục. À. Đầu đã bốc được quẻ, quẻ tài. Ồ. Trong ba quẻ, quẻ trí, quẻ lực, quẻ tài. Bốc được quẻ này là cả năm may mắn đấy. Đọc xem thế nào. Nên đọc luôn, đọc luôn. À, bạn quá ao trình để xử đẹp mấy thứ đắc đắc hôm nay. Rảnh tay pham tiền tung bão đạn là lớn bé thở oxy. Ôi trời ơi. Ôi, như thế là năm nay đệ nhất liên quân luôn đấy nhá. Chúc mừng nhá. Cậu thích quá, cậu thích lắm. Ừ, thế chứ. Cất vào phòng cho đỡ nhé, cảm ơn. Này, anh sản phẩm. Hả? Cuộc đời ấy là có qua có lại. Rồi. Anh đã tặng em quà rồi thì em cũng xin đáp lễ. Ôi trời ơi, tôi không dám nhận quà của người nhà rời đâu. Nhận đi. Ôi trời, vâng, thế cái còn nhận chứ được. Rồi các em ơi, Thiên Lôi ơi. Các em. Quà đâu? Cái tay lên. Ôi trời ơi. Cái quà đây ý à? Tỏ lãi ra chưa? Ôi trời ơi. À, các em, bây giờ mình tiến lại cái vị trí chủ thể mà mình định tặng quà thế nào? Ôi trời, cảm ơn Đầu nhá. Mình xin. Bên này. Ôi, không phải, không phải. Này, 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 này. Qua đây, qua đây. Đấy. Bên này. Ừ, qua bên này. Ai chắn tiền cắt xe? Cổ qua đây bảo bên này mà còn. Thôi không khỏi đi, khỏi tặng đi. Đi vào hết, nhanh lên, đi vào. Thu hồi sản phẩm, không có tặng tiếc gì hết. Đi vào, nhanh, nhanh. Cả mày nữa nhá. Ý kiến, đi vào luôn đi. Ai khiến gọi ra? Này. Dạ. Thế sao tặng quà người ta rồi lại cứ dần dần dữ dữ, rồi lại đòi lại thế? Thế vớ vẩn thật, tặng cái kiểu gì thế hả? Làm như thế là không được, đừng làm mẹ cáu. Làm mẹ khô máu đấy, nghe chưa? Không, Ngọc Hoàng hiểu lầm rồi. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, cái trò này nhá là thần học theo anh Táo sản phẩm đấy ạ. À. Này, nhớ không? Cô đừng bỏ cái kiểu ăn nói chớt nhả mỉa mai đi nhá. Tôi nói cho cô biết nhá. Học cái gì tôi? Này, tôi chả bao giờ mỉa ai. Anh có nhớ không? Cái đợt anh tổ chức sự kiện đấy, anh gửi tặng quà đến tận nhà cho người ta, xong cũng chính anh đến tận nhà người ta đòi lại quà, thu hồi sản phẩm. Giải thích đi, nói cho chúng sinh biết đi. Ừ, thế có đúng thế không? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, chuyện này nó xảy ra lâu rồi. Ừ. Mà do anh em ở dưới nó làm thôi. Ừ. Chả là năm vừa rồi, thần có cái trò là bốc quẻ và tặng free trang phục khoảng độ mấy chục triệu bộ cơ mà. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Thế nhưng mà cái việc nó xảy ra chắc là do lỗi của anh em điều hành ở phía dưới thôi. Thần đã chấn chỉnh lại rồi. Ta ghi nhận những đóng góp và sáng tạo của ngươi. Dạ. Cứ như thế mà phát huy đúng với tinh thần thể thao điện tử quốc dân. Dạ, thần xin đội ơn Ngọc Hoàng. Ừ. Ta cho ngươi lui. Ồ, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Dạ thần còn muốn đề... Sao? Còn muốn báo cáo gì nữa nào? Thực ra là cũng muốn báo cáo nữa đấy. Thế nhưng mà nhìn thấy cái bản mặt này là không có hứng. Có làm cái gì đâu. Đúng là mời Ngọc Hoàng ngồi ạ. Ừ. Chuyên táo tiếp theo. Đêm nay giơ tay cao, đêm lao đao bay lên vì sao? Bóng tối khuất sau lối, anh em ta cùng về chung lối. Bài DJ đêm nay thật hay, anh em ta bên nhau no say. Giơ hai tay lên nào, lên nào, lên nào. Hay, 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 hay. Ôi, báo cáo đi. Dạ, chúng thần thông đồng xin kính chào Ngọc Hoàng và Bắc Đẩu ạ. Thông đồng à? Dạ. Thông đồng báo cáo à? Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng, không phải thế đâu ạ.
Chúng thần chính là táo cộng đồng và táo truyền thông. Cộng đồng muốn tốt thì phải có truyền thông mới phát triển được à? Và truyền thông muốn tốt thì cũng phải có cộng đồng chứ không thì truyền thông cho ai à? Dạ đúng ạ. Và chính vì thế chúng thần kết hợp vào làm một để cho phát triển thể thao quốc dân ạ. Phát triển thể thao điện tử quốc dân. Người kết hợp chứ gì? Vâng ạ. Báo cáo đi. Tóm lại chúng thần là tuy hai là một mà tuy một mà hai. Thế bảo đấy, tuy hai mà một, tuy một mà hai là giống em đấy. Thế thì có nghĩa là mình cắt một mà đứt cả hai đấy. Mà phỉ phui cái mồm mình nhá. Ok, cắt cái gì? Cắt cái gì? Lên đây người ta báo cáo mà chưa gì đã nói cắt cắt là thế nào? Cắt gì? Cắt thông rồi lấy đâu ra mà đồng? Cắt đồng thì lấy đâu ra mà thông? Ngày xưa tôi được giải cây kéo vàng đấy, cứ thò ra là cắt hết. Đấy. Đó. Dạo này là quyền hơi to đấy. Đâu à? Chết chưa? Chết ca mày chưa? To mày chưa? Thôi đi, không phải hùa theo nhá. Vào đây là lướt hơi bị kinh đấy. Chứ sao nữa, bây giờ thời đại trẻ nó phải như thế. Nó phải lướt trên con sóng, lướt trên mặt nước. Ta như con sóng. Thấy ông bà tổ chức sự kiện lia lịa ra rồi lướt ấy, suốt ngày thấy những cái website giả mạo nhá, nick giả mạo, nick clone mọc lên như nấm sau mưa. Đấy, lướt đi, lướt nữa đi. Này vừa phải thôi nhá. Này, con đẩu ý chứ. Đấy, mình chưa lên báo cáo được câu nào mà nó xỉa cho một phát đau thế cái chứ gì. Đấy, Ngọc Hoàng. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Vì năm vừa qua, anh táo sản phẩm ấy, anh ấy phát quà lia chia, anh ấy phát rất là nhiều quà, nhiều trang phục xịn sò. Chính vì thế là mấy cái nick ảo ngoài kia nó thừa cơ nó đục nước béo cò. Chính vì nó phát cũng phát quà nhưng mà thực ra đấy là toàn là app giả mạo thôi ạ. Dạ đúng à. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, cứ để thần ạ, thần sẽ xử lý hết ạ. Băng 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 băng. Đấy, dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng hết rồi ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, làm cái việc này rất là phức tạp ạ. Nhưng mà thần đã giả soát rất kỹ càng. Mà muốn làm được việc này phải nhờ đến anh em cộng đồng. Đúng rồi. Cái gì mà giật đùng đùng thế này, cứ như là động đất thế hả? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần biết rồi ạ. Đây là thế lực của anh Thông chị Đồng đấy ạ. Úi giời ơi, sao lại nói là thế lực? Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, đây chỉ là đại diện thôi. Chứ còn cộng đồng game của thần trong năm qua đã lập một kỷ lục lịch sử, tức là đạt 21 triệu người chơi à. Trong năm qua vọt lên 21 triệu người. 21 thôi biết rồi, đừng giậm nữa. Bây giờ chỉ cần cầm 5 hòn đá ném tung một cái ra đường, kiểu gì cũng trúng một người chơi liên quân đấy à. Đúng à. Trong đấy có ta đấy. Thì thần lấy đá lại à. Thời đồng Ngọc Hoàng, chị Đồng đây cứ mỗi một tháng chị tổ chức được 1.000 sự kiện ạ. Dạ. 1.000 đấy, và cứ 30 phút mình đứng đây chém gió thì chị tổ chức được một sự kiện thành công ạ. Thành công. Ghê thật. Ôi trời ơi, cái này không cần phải nói like. Thôi đi vào đi, đi vào đi. Không vào là đúng rồi. Dạ khỏi bẩm Ngọc Hoàng, mời Ngọc Hoàng cứ ngồi hóng phốt ạ. Cũng kinh đấy, nhưng mà chưa kinh bằng anh Thông chị Đồng đâu. Anh chị ấy là thông đồng với nhau lừa đảo khách hàng. Có ít mình xít ra nhiều đấy. Nào, lừa bao giờ? Ai lừa? Lừa bao giờ? Không phải hỏi nhiều. Đây, bằng chứng đây. Anh chị nhìn hộ cái. Quảng cáo kiểu gì mà cơ hội lên tới bé tí như thế này cho mũi đọc à? Cái này là chắc là do thằng Lôi này. Nó cầm nhầm. Chứ thực ra nó phải thế này cơ mà. Cơ hội lên tới nó to thế này cơ mà. Thôi tôi đi vào. Làm ăn như thế này cũng làm không được Ngọc Hoàng ạ. Đi vào. Anh lại đuổi đi em nhá. Đi vào. Anh nhớ mặt em nhá. Bà thuê cái bọn này ở đâu đấy? Wow, thì anh em cộng đồng. Nhưng mà chưa tập duyệt nó cẩn thận. Dạ, khởi bẩm Ngọc Hoàng,
chị Đồng này chị làm một năm hàng nghìn sự kiện, cho nên là thỉnh thoảng có những nhầm lẫn, có sai sót, nên là chuyện bình thường, mong Ngọc Hoàng với chị Đồng bỏ qua. Dạ. Và quan trọng là gì? Dù ai đi ngược về xa, đến mùng một Tết thì được nhận quà Liên Quân. Đấy. Điêu lắm mới điêu lắm. Năm ngoái đấy cũng tham gia đấy, rồi há mồm sẵn ra, dãi rớt chảy ra, mà có một cái phần quà nào ập vào trong mồm đâu. Điêu lắm Ngọc Hoàng à. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, chưa hết đâu ạ. Năm nay chúng thần còn rất nhiều quà tặng đặc biệt à. Vâng, Tết Liên Quân năm nay xin mời mọi người mùng 1 vào nhận quà dinh lộc, trang phục Triệu Vân này, miễn phí server này, có cả trí tài lộc này, bao may mắn cả năm. Hay quá. Nhưng mà chưa hết đâu ạ, chúng thần còn rất nhiều quà tặng đặc biệt nữa đấy à. Đâu đâu, quà đặc biệt gì nữa đâu. Đây. Đây. Thấy chưa. Đấy. Úi dồi ôi, gớm khổ. Quà tặng cái đường link gì mà nó dài, nó lòng ngoằng như là cái lòng xe điếu cuối lọ ấy. Này, Đồng ơi, đây không phải là lòng xe điếu cuối lọ nhá. Đây là cái đường link. Bây giờ đọc app để mà vào đây này. Đọc này, đọc này. Không phải là đọc app mà phải gọi là đọc thần chú. À, vào thần chú này. Vào này. Thần chú nữa. Sầu đăng, quá cỏ, mất mịt, binh chi linh. Úi trời. Củ khoai tây, binh chi linh. Ôi chả hiểu cái tiếng gì, nghe không hiểu một cái gì cả. Vào đi, vào nhưng mà, đi. Chuyện đăng nhập củ khoai tây, đâu. Củ khoai tây binh chi linh ấy. Không được thì Ngọc Hoàng, không được thật, điêu đâu, điêu quá. Này, có khi là mình sai thần chú đấy. Mà đôi khi lên trên này chuyển vùng nó khác đấy. Thế như thế nào mới đúng hả Ngọc Hoàng? Thế nào? Nó thế này này, háo sư cụ, thái linh tinh, háo sư cụ, rơi linh tinh. Úi dồi ôi, được thật đấy. Ngọc Hoàng Anh Minh à. Này, được. Ta nhập rồi, có cả tương tác, có cả quà nữa đấy. Ôi, Ngọc Hoàng ơi, thế thì bây giờ cho chúng thần xin phép và post lại cái tích của Ngọc Hoàng để post lên để cho nó lượng view, lượng like nhiều hơn được nó không ạ? Nó tăng ấm ấm. Cái tích danh của Ngọc Hoàng chứ gì. Đúng rồi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Năm vừa rồi, thần đã cho sáng tạo rất nhiều nội dung trên mọi nền tảng. Thần kết hợp với tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng, các nhãn hàng bé có, lớn có ạ. Và đặc biệt, bây giờ thần đã sở hữu hàng trăm content creator và artist chất lượng à. Dạ vâng, khởi bẩm Ngọc Hoàng. Cho nên cái lượng view trên Facebook này, YouTube này, TikTok của chúng thần bây giờ tăng cái là ấm ấm. Tốt. Như thế mới xứng danh là táo thể thao điện tử quốc dân. À, độ ơn Ngọc Hoàng. Dạ. Alo. Cái gì? Được rồi, biết rồi. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. Cái gì thế? Dạ bây giờ chúng thần đang có cuộc live stream trực tiếp, cho nên là bây giờ chúng thần phải xin phép Ngọc Hoàng ra đấy xử lý một chút ạ. À thôi được rồi, cho hai người lui. Dạ, dạ. Đội ơn Ngọc Hoàng ạ. À. Ừ. Dạ. Đi nhé. Dạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng. À, thần thấy người cũng mệt rồi, người có muốn đi tắm một cái cho mát mẻ không để thần cởi cho ạ? Thôi, tiếp tục làm việc đi. Dạ vâng, tiếp tục làm việc nhé. Xin mời táo tiếp theo. Anh Thông chị Đồng quá chất. Tết này anh em cứ vào chơi Liên Quân, được lì xì cả quân huy và iPhone thị sò. Nhớ vào chơi đấy nhá. Táo eSports xin vào chào. Dạ dạ em là Táo eSports, rất vui khi được lên đây và được hân hoan báo cáo năm qua bọn em thành công như thế nào. Trình độ đứng top thế giới, ăn huy chương bạc SEA Games, khiêm tốn á quân IPL, còn ai xem lấy vô địch. Hey, qua đây là Florentino. Hey hey hey, xuống làm gì rồi lại phải lên. Live stream dài nào chúng em cũng top trending, đặc biệt thành tích của V Gaming thì rất đáng khen. Địch AIC giải thưởng xứng đáng công sức luyện tập, trở thành tỷ phú khi mới đôi mười, nhiều khi em cũng không dám tin luôn. Thể thao dành cho thế hệ mới, game mũi nhọn của thiên đình, nên rất nhiều người quan tâm, luôn đón xem bọn em không sót trận nào. Lượng người xem chưa từng có, đấu trường danh vọng mùa đông. Tuyển thủ đều rất hay, thể hiện nhiều kỹ năng, cống hiến cho người xem. Và còn rất nhiều thành tích, nhưng không tiện
tiện kể lên đây. Em xin được về hạ giới để xem người dân chơi game như là. Thôi, em xin nhường anh Táo báo cáo Ngọc Hoàng cho em. Xin chúc các bác thêm một năm an khang trước lúc ra về. Hai chú, cúi ra Ngọc Hoàng đi. Rồi vào trong đánh nốt ván liên quân. Chờ anh ra ngay nhá. Công nhận là anh Táo eSports hay thật đấy nhờ. Eo ơi, mới làm nhỏ nhỏ thôi mà nó đã hoành tá tràng như thế này rồi. Anh mà làm to to là nứt vách đổ tường của thiên đình cũng nên đấy. Cái cô đỡ dung quá khen. Tôi làm sương sương thế thôi. Chứ tôi mà làm quá lên thì mọi người lại ghen tức ga tô, lại bảo tôi là lố lăng. Rồi lại nói ố dề. Mà ố dề quá đôi khi nó hay bị vỡ mồm. Ở trong game nói suốt đấy. Gây lên đi bạn chơi liên quân là anh đấy. Đầu thế là đầu ga tô, đầu ghen tức rồi. Tôi đánh giỏi, tôi chơi hay, tôi thích gáy nào thì tôi gáy chứ. Mà gáy như thế nhá, còn gây ức chế cho đội bạn. Để xem bản lĩnh ai hơn ai đấy. À thế à. À thế à thì làm sao mà là à thế à. Chả làm sao cả. Đầu chỉ thấy là những cái đứa mà hay gáy to ấy, cuối cùng kết quả lại chả ra gì. APL đấy, gáy cho to lắm vào, xong cuối cùng về nhì đấy. Này đầu ơi, thế còn cái AIC của VGaming thì sao cũng chê đi, chê đi. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, thể thao thì nó có hên xui, có lúc thắng, lúc thua. Nó như thế nó mới gây kịch tính, gây bất ngờ chứ ạ. Như là trong bóng đá ấy, khởi bẩm phút bù giờ mà đá penalty nó sút lên rời thì ai trách nó, đúng không ạ? Này, nói cho đầu biết nhá, tôi đầy huy chương, đầy thành tích. Chẳng qua là tôi không thích kể ra thôi nhá. Đây này, ngay bây giờ đây này, tôi còn đang live stream giải đấu ở mầm đây này. Đây, nhìn này, này, thấy chưa? Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đây ạ. Đâu, ta xem nào. Đây ạ. Đây, Hoàng thấy chưa? Đây. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, đấy mới chỉ là mấy cái giải nho nhỏ thôi. Còn như vừa rồi á, mấy cái giải quốc tế thần tổ chức thì thôi rồi. Nó giống như cái giải đấu danh vọng hoặc là giải đấu APL 2022 vừa rồi thì trời ơi, không thể nào tin nổi. Dạ. Vé bán ra cứ vèo vèo. Dạ đúng 7 phút 29 giây mà không còn một vé nào để mua nữa. Không còn một vé nào? Vâng. Thảo nào ta cũng không mua được. Cười bẩm đấy, chứng tỏ một điều gì? Chứng tỏ một điều là sức hấp dẫn của giải đấu của thần vô cùng mãnh liệt. Úi dồi ôi, Táo eSports sao hay ra vẻ quá trời à. Ra vẻ thì như thế nào? Này, eSports bây giờ là môn thể thao mũi nhọn của SEA Games 31 đấy. Úi dồi, gớm khổ mũi né thì có. Sao anh gáy to lắm là anh có thần đồng? Thần đồng lên thần bạc rồi còn kia kích gì nữa. Úi dồi. Thôi được rồi. Táo eSports thì dạ, tính nóng như kem. Này, dạ, ta cũng theo dõi ngươi. Dạ. Ta cũng biết tất cả những thành tích của ngươi là ta biết. Cái chuyện này là ta đáng khen ngợi đấy. Dạ. Vâng ạ, thần cũng sẽ cố gắng gom đủ huy chương thành tích về dâng lên Ngọc Hoàng cho thiên đình ta nở mày nở mặt ạ. Ta tin ngươi. Này, nhưng mà làm ăn cho cẩn thận, không lại toàn thần bạc đấy. Ui dồi ôi, Táo eSports rực rỡ quá. Em là vẫn còn quả sự kiện chung tay đốt pháo, nhận trang phục lên tận bậc S cộng ấy nhá. S cộng ấy nhá, không phải đùa đâu. Tắt quảng cáo đi. Bắt đầu. Gọi tất cả các táo vào đây. Dạ. Các anh chị em ơi. Vào đây, ôi vào đây. Dạ. Các táo ạ. Dạ. Năm nào các táo lên đây cũng báo cáo rất hay, rất sinh động. Dạ. Hôm nay ta cũng có một cái trò vui cho các táo vui cùng. Bắt đầu. Dạ. Hãy phổ biến nội quy đi. Vâng, thưa Ngọc Hoàng. Thiên Lôi, ra làm trợ lý cho ta. Có em, của em. Phổ biến nhanh như đang sốt ruột đi. Đây, phổ biến đây ạ. Tí nữa thì ở trên màn hình này sẽ xuất hiện một cái vòng quay may mắn. Các anh chị táo sẽ bắt đầu quay. Có thể chúng ta sẽ trúng được skin. Cũng có thể chúng ta sẽ trúng được bảo bối hữu hạn. Cái này là hay đấy. Cái này là hay, cái này là lợi anh em mình nhá. Nhưng cũng có thể là các anh chị sẽ quay ra cái gì biết không? Ra cái gì đấy? Em không nói. Bí hiểm nhỉ? Dữ. Nhưng mà ghê lắm. Ngọc Hoàng, mình bắt đầu được chứ Ngọc Hoàng? Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Ôi trời, Ngọc Hoàng ơi, tại sao trên cái vòng quay này lại có cả thần và cả thiên lôi nữa à? Tất cả đều như nhau. Nào,
Bây giờ thì ai xung phong lên trước nào? Dạ, khai bẩm Ngọc Hoàng, cho chúng thần hội ý một tí ạ. Như nào? Hai thằng kia nó cũng còn nhận thấy sự nguy hiểm của cái vòng quay này, cho nên này không đùa được đâu. Thôi, mình phải cẩn thận, ưu tiên. Cô là phụ nữ, cô lên trước đi. Mà ông làm sao ấy nhỉ? Các ông buồn cười thật nhỉ? Ở đây có mỗi một mình tôi là phụ nữ, mà ở dưới kia anh em cộng đồng của tôi mấy chục triệu con người. Nhớ tôi có chuyện gì thì ai là người chỉ đạo, ai là người phát triển? Thế thì anh thông lên đi. Ôi không được, bọn tôi tuy một mà hai, tuy hai mà một. Bây giờ mà mất một bên hóa ra là thành bên nổ bên xịt à? Không được. Không được, không được. Bác A nhiều tuổi rồi, nhiều đúng kinh à? Nghiệm, mời bác lên trước ạ. Mời anh Kim Phót. Các cô chú nói anh nhiều tuổi, anh là người luôn quan tâm đến thế hệ trẻ. Làm sao cho nó che ra, nó măng, nó phải mọc. Này này. Là ai? Dạ. Tại sao lại cứ đùn đẩy cho nhau thế? Dạ. Hay là ta chỉ đích danh nhá? Hoàng cứ chỉ định anh nào mà nói nhiều nhất ở đây. Anh nào mà nói nhiều ấy à? Dạ. Ta chỉ định là ngươi. Đây. Cái bầm Ngọc Hoàng thì trong bao nhiêu người Ngọc Hoàng cũng chỉ, mà Ngọc Hoàng lại chỉ thần ra. Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Tương lai này, chơi thì chơi, quay thì quay. Dạ, em quay trước. Rồi, nào, quay. Có cái vòng tên là may mắn, đến lượt em lên đứng lên quay. Trời ơi, cầu cho may mắn đến tay, không trùng mưa tên mình, chứ em là run lắm. Hỡi ơi mọi người, không sao đâu mà, không sao đâu mà, đến lượt rồi bọn tôi lên. Mơ Ngọc Hoàng đang ngồi trên ghế, cứ cười thôi chẳng hiểu ra sao. Họ mình đang lo sốt vỗ lên mong sao nó đừng dừng, cứ trúng trên cô bác à đâu là họ. Mong cho bắt đầu, mong cho bắt hay là bà thiên lôi. Nó quay rồi kia kìa các á táo, ôi rồi ôi sao bà lướt qua em. Cò ơ vòng bà quay may mắn nó cứ quay quản, chớ có dừng bỏ qua mình đi nhé. Là họ không cho nó dừng, không cho nó dừng, đều là mình cùng quay. Mấy anh chị em nhà các táo, chớ phải lo may mắn hên xui. Họ mình chơi cho các táo vui, nên cứ hết mình cứ chơi mà hết nấc. Là họ quay cho hết vòng, quay cho hết lượt, xong rồi là mình dừng luôn. Ôi giời. Sao thế? Các táo sợ cái gì? Sợ quay đúng vào tên mình à? Dạ thôi Ngọc Hoàng, không cần phải nói nữa đâu. Chúng thần đã tới số rồi. Tới số cái gì? Các táo cứ bình tĩnh, quay lại nhìn màn hình, xem vào tên ai nào. Dạ thôi, chúng thần không dám đâu ạ. Kìa, quay lại nhìn xem nào. Tên ai nhỉ? Các người cứ đồng thanh đọc to lên xem nào. Dạ, chúc mừng năm mới Liên Quân. Có vào tên. Dạ. Thế mà lại cứ lo. Ta biết các táo đã sáng tạo ra những trò chơi cho người dân ở dưới hạ giới. Cho nên ta cũng nghĩ ra một trò để cho không khí. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, nhưng mà Ngọc Hoàng làm cho chúng thần dạ hồi hộp quá, cứ như kiểu vào chung kết đến đấu trường danh vọng. Ta biết các táo có rất nhiều ưu điểm, và ngược lại cũng có những khuyết điểm. Chính vì thế cần phải khắc phục để hoàn thiện chính mình. Dạ, Ngọc Hoàng anh minh à. Muốn làm gì thì làm,
nhưng phải đoàn kết, phải vui vẻ, phải cống hiến hết mình để làm sao cho xứng danh là táo thể thao điện tử quốc dân. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tết sắp tới rồi, ta mong cộng đồng Liên Quân luôn vui vẻ, tưng bừng. Ta tuyên bố bãi triều. Ngọc Hoàng vạn tuế. Mình Tết đến và lọc đến nhà nhà, cánh mai vàng cánh đỏ hồng thắm tươi. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng dành cho xuân đang sớm. Liên quân mong cho các tiên nhân chỉ lực được nâng cao, còn số 1 về thông thạo thắng bại tại kỹ năng. Cảm ơn anh em, đội ơn anh em đã tin tưởng thầy độ nhá. Anh em nhớ vào Liên Quân thu thập đủ thể trí lực tài để có một năm thật là bùng nổ. Chúc mừng năm mới anh em, chúc mừng năm mới anh em, năm sau lại gặp lại nhá.